Giờ đang làm gì? Wow, đi vẽ xong chưa? Ồ, đi vẽ gì đó đi, có thể giới thiệu với các bạn được không? Cái này là người à? Thế đi chỉ cho các bạn xem thì người như thế nào? Có cái gì đó? Cái người, trên cái người có gì? Ồ, thế còn ở dưới là cái gì đó con? Trái banh hả? Người đang đá banh hả con? Wow, xịn quá nha. Thế bây giờ đi có thể vẽ cái khác cho các bạn xem nữa được không? Cảm ơn đi. Thế đi thích vẽ cái gì đi vẽ thôi. Wow, còn đây là gì Ri ơi? Little Mermaid à? Ôi trời, đẹp quá. Nhưng mà cái chấm chấm ở dưới cái miệng của Little Mermaid là cái gì? Cái chấm chấm đó là cái gì con? Thế cái chấm chấm đó là gì? Gì Ri có thể giải thích cho mẹ được không? À, cái đuôi là có mấy cái chấm chấm à, đúng không? Ồ, mẹ hiểu rồi. À, đi không vẽ được con cua hả? Không sao, tí nữa mẹ lại đi vẽ được không? Ok, đi bye bye mấy bạn nào. Như biết vẽ con cua luôn. Ok, đi vẽ cho mấy bạn xem. Hình như bạn nghe nói con cua là có nhiều chân lắm đúng không con? Wow. Wow, có mấy cái chân đó con? Có ba cái chân luôn à. Nhưng mà bạn nghe nói con cua là có 8 cái chân luôn á. Wow, con cua này có 8 cái chân luôn á nè. Giỏi quá. Rồi, thôi mình bye bye mấy bạn được chưa con? Bye bye các bạn. Vẫy tay một cái nào. Bye bye các bạn.